Rồi mình xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Hương Vị Quê Nhà Vlog. Thì thời gian vừa qua thì kênh của mình cũng nhận được rất là nhiều bình luận và yêu cầu mình chia sẻ thêm cách làm cái bánh bao từ bột pha sẵn nè. Và hôm nay thì mình cũng muốn chia sẻ cho cả nhà cùng xem. Thì với cách làm cái bánh bao từ bột pha sẵn này nó cũng rất là đơn giản và dễ làm. Bánh bao sau khi mà mình hấp ra xong thì bánh cực kỳ trắng và rất là mềm xốp luôn. Cả nhà xem clip nếu thích cách làm cái bánh bao từ bột pha sẵn thì hãy nhớ bấm cho mình một đăng ký kênh, like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem để ủng hộ cho mình nha. Và cách làm cái món bánh bao từ bột pha sẵn như thế nào thì xin mời cả nhà hãy vào bếp để cùng làm chung với mình cho vui. Sáng hôm nay thì mình đi chợ mình có mua được một bịch bột bánh bao. Thì bịch bột bánh bao này họ bán rất là nhiều ở những tiệm tạp hóa hoặc là trong siêu thị á. Thì mình mua về mình làm nó cũng rất là dễ dàng. Thì bịch bột bánh bao này mình mua với giá là 42.000 nè. Ở trong đây thì nó có men sẵn luôn. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình cắt cái bịch bột bánh bao này ra. Sau đó thì mình sẽ lấy cái men ra để mình kích hoạt men trước nha cả nhà. Ở trong cái bịch bột bánh bao này thì nó có sẵn cái bịch men khô luôn. Cho nên nếu mà cả nhà không có tìm mua được cái bịch men khô á, thì mình có thể mua cái bịch bột bánh bao này nè. Thì ở trong đây nó có sẵn men thì mình làm nó cũng rất là dễ nữa. Hôm nay thì mình sẽ pha bột bánh bao hoàn toàn từ sữa tươi có đường nè. Bây giờ thì mình sẽ cho vào trong nồi là hai bịch sữa tươi. Sau đó thì mình sẽ nấu cho cái phần sữa tươi này nó ấm lên. Rồi mình sẽ cho hết cái phần men khô vào trong phần sữa để mình kích hoạt men luôn. Để cho cái phần men của mình nó mau nổi. Và cả nhà mình lưu ý nha. Mình chỉ nấu cho cái phần sữa tươi này nó ấm lên thôi. Chứ mình đừng có nấu nóng quá. Nếu mà nóng quá thì cái men của mình nó sẽ dễ bị chết. Và bánh bao của mình nó sẽ không có nổi lên đó. Và bây giờ thì mình sẽ cho vào trong tô là 3 muỗng canh đường cát nè. Sữa tươi thì mình nấu nó cũng đã ấm lên rồi. Mình sẽ cho vào trong tô luôn. Và kế tiếp thì mình sẽ cho hết cái bịch men khô vào trong tô sữa. Rồi mình sẽ quậy đều lên để cho cái phần sữa tươi và men khô nó hòa tan lại với nhau. Rồi mình sẽ đậy kín lại trong vòng 15 phút để cho cái phần men khô này nó nổi lên nha cả nhà. Và trong thời gian chờ đợi để cho men khô nó nổi lên á, thì bây giờ mình sẽ cho vào trong chảo là 5 muỗng canh dầu ăn. Sau đó thì mình sẽ cho hành tím vào để mình phi lên cho thơm. Mình sẽ sử dụng dầu hành này để mình nhồi bột bánh bao nè. Nó sẽ giúp cho cái bột bánh bao của mình nó rất là mềm mịn và cực kỳ thơm luôn á cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ múc ra 100g bột bánh bao mình sẽ để riêng ra ngoài. Vì trong lúc mà nhồi bột mình cảm thấy cái bột của mình nó còn hơi mềm á, thì mình sẽ cho cái bột bánh bao này vào từ từ nha. Hôm nay thì mình có sử dụng 3 cái quả trứng gà để mình cho vào trong bột bánh bao nè. Trứng gà ở nhà mình nó rất là nhỏ luôn cho nên mình sẽ sử dụng là 3 trứng. Còn nếu mà cả nhà mình có cái trứng gà công nghiệp ấy, thì mình sẽ sử dụng 1 trứng thôi nha. Còn nếu mà cả nhà không có trứng gà thì mình khỏi cho vào cũng được. Mình cho trứng gà vào nó sẽ giúp cho cái bánh của mình nó mềm xốp và nó ngon hơn. Trứng gà thì mình cũng đã cho ra ngoài cái thau xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ dùng cái giá mình đánh cho cái phần trứng này nó hòa tan ra. Và kế tiếp thì mình sẽ cho vào trong thau là 150g đường cát. Và thêm 1 muỗng cà phê muối để cho cái da bánh bao của mình có cái vị đậm đà hơn. Rồi thì bây giờ mình sẽ quậy cho cái phần đường, muối và trứng nó hòa tan lại với nhau. Và kế tiếp thì mình sẽ cho vào là 40g dầu hành. Mình cho dầu hành vào như vậy thì nó sẽ giúp cho cái da bánh bao của mình nó rất là mềm mịn và cực kỳ thơm luôn. Và bây giờ thì mình sẽ cho hết cái phần sữa tươi còn lại vào trong thau luôn. Vì lúc nãy thì mình đã cho phân nửa ra ngoài cái tô để mình kích hoạt men rồi. Và bây giờ thì mình sẽ cho phân nửa còn lại ra ngoài cái thau nè. Và sau thời gian 15 phút mình kích hoạt men á, thì bây giờ cái tô men của mình nó cũng đã nổi lên rồi nè.
Hay cả nhà xem mà nhìn giống như thịt cua không? Bây giờ thì mình sẽ cho ra ngoài cái thau, để sau đó mình sẽ cho bột vào để bắt đầu mình nhồi bột nha. Và bây giờ thì mình sẽ cho hết cái bột bánh bao ra ngoài cái thau luôn. Và để cho cái da bánh bao của mình nó có cái độ dai ngon hơn thì mình sẽ cho thêm vào là 100 g bột năng nữa. Bột bánh bao thì mình trộn lên nó cũng đã đều rồi nè. Và bây giờ thì mình sẽ cho cái bột bánh bao này ra ngoài. Và sau đó mình sẽ nhồi trong vòng là 30 phút. Mình nhồi đến khi nào mình thấy cái phần da bánh bao nó rất là láng mịn và không có còn dính tay nữa thì lúc đó cái bột của mình đã được rồi đó. Bột bánh bao sau khi mà mình nhồi khoảng được 30 phút á thì bây giờ cái khối bột của mình nó rất là dẻo mịn và không có còn dính tay nữa nè. Mình chịu khó mình nhồi bột như vậy thì cái bánh bao sau khi hấp ra xong á, cái da bánh nó rất là ngon luôn á. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển qua một cái công đoạn đó là đập bột. Mình đập bột như vậy á, nó sẽ giúp cho cái da bánh bao của mình sau khi hấp ra xong á nó sẽ láng mịn và rất là đẹp luôn. Và sau thời gian 10 phút mình đập bột á thì mình thấy cái khối bột nó rất là láng mịn luôn rồi nè. Và mình sẽ cho cái khối bột này vào trong cái thau, sau đó mình sẽ ủ trong vòng là 2 tiếng đồng hồ. Mình ủ đến khi nào mình thấy cái khối bột á, nó nổi lên gấp đôi thì lúc đó cái bột của mình đã được rồi đó. Và trong thời gian chờ đợi để cho cái phần bột bánh bao của mình nó nổi lên gấp đôi thì bây giờ mình sẽ qua chuẩn bị nguyên liệu để làm cái phần nhân bánh bao như cả nhà. Thì ở đây mình có chuẩn bị là một cái trái bắp nè. Mình cho thêm bắp vào trong cái phần nhân bánh bao á, nó sẽ làm cho cái nhân của mình nó rất là ngọt, giòn và rất là ngon luôn. Và thêm một cái củ cải đỏ, một củ hành trắng và mình có thêm hành lá và một thành phần không thể thiếu đó là nấm mèo. Ở đây thì mình có là 50 g và mình cũng đã râm nước và rửa sạch sẽ rồi nè. Thì tùy vào khẩu vị của mỗi gia đình mà mình có thể làm cái phần nhân bánh bao khác nhau nha. Còn đối với mình thì mình rất là thích cho những cái nguyên liệu này vào trong cái phần nhân bánh bao. Nó sẽ làm cho cái phần nhân bánh của mình rất là thơm, giòn và ngọt nữa. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình cắt trái bắp này ra như cả nhà. Phần rau củ thì mình cũng đã cắt nhỏ ra như vậy xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ qua chuẩn bị thành phần nguyên liệu chính đó là thịt heo. Thì để làm ra cái phần nhân bánh bao nó được ngon hơn thì năm nay mình sẽ sử dụng là 700 g thịt nạc thăn. Thì thịt nạc này mình mua về sau đó mình rửa sạch sẽ rồi mình sẽ đem đi mình xay. Nếu mà cả nhà thích ăn cái phần nhân bánh bao có thêm mỡ thì mình có thể cho thêm vào cũng được. Bây giờ thì mình sẽ cho cái phần thịt heo này ra ngoài cái thau để bắt đầu mình sẽ ướp cho cái phần thịt này nó thấm. Đầu tiên thì mình sẽ cho vào là một muỗng canh đường cát nè. Và kế tiếp là hành tím phi. Mình cho thêm hành tím vào thì cái phần nhân bánh bao của mình nó sẽ rất là thơm ngon luôn. Và một muỗng canh hạt nêm. Và mình sẽ cho gốc hành lá vào nè. Kế tiếp đó là mình sẽ cho vào là một muỗng canh nước mắm cho nó thơm. Và không thể thiếu đó là tiêu nha cả nhà.
Nếu mà cả nhà mình có em bé thì mình cho thêm ít tiêu thôi. Bây giờ thì mình sẽ trộn lên cho cái phần nhân này nè, nó đều lại và nó thấm gia vị. Phần nhân thịt heo thì nó cũng đã thấm đều các gia vị rồi nè. Và kế tiếp thì mình sẽ cho tất cả các loại rau củ vào trong cái thịt heo. Sau đó thì mình sẽ nhồi lại một lần nữa cho nó đều. Rồi mình sẽ cho cái phần nhân thịt heo này vào trong ngăn mát tủ lạnh. Và mình sẽ để trong vòng là 1 tiếng đồng hồ. Mình để vào trong cái ngăn mát tủ lạnh thì cái phần nhân thịt heo của mình nó sẽ dẻo lại. Thì chút nữa mình nắn nhân thì cái viên nhân của mình nó sẽ được đẹp và ngon hơn. Và để làm ra cái nhân bánh bao nó được ngon hơn thì không thể thiếu trứng. Lúc trước thì mình làm bánh bao mình sử dụng trứng cút. Nhưng mà lúc này ở nhà mình gà đẻ rất là nhiều. Mà trứng gà nó nhỏ nhỏ không à. Bây giờ thì mình sẽ lựa những cái trứng gà này ra. Sau đó thì mình sẽ đem đi mình luộc. Một chút nữa mình sẽ nắn vào trong nhân cho nó ngon nha. Bộ bánh bao sau khi mà mình ủ khoảng được 2 tiếng đồng hồ thì bây giờ khối bột của mình nó nổi lên rất là to luôn. Về bề mặt của bột nó rất là láng mịn luôn cả nhà. Mình dùng ngón tay mình đè nhẹ xuống như vậy nè. Khối bột của mình nó rất là mềm mại và cực kỳ xốp luôn á. Bây giờ thì mình sẽ cho cái bột bánh bao này ra ngoài. Sau đó thì mình sẽ nhồi lại một lần nữa để cho cái bột bánh bao của mình nó bể cái bọt khí ở bên trong. Và sau thời gian 5 phút mình nhồi cho cái bột bánh bao nó bể cái bọt khí ra xong. Bây giờ thì mình sẽ dùng con dao cắt bột mình chia bột ra thành những cái viên bột nhỏ. Thì tùy vào sở thích của mỗi gia đình mà mình có thể chia cái bánh lớn hoặc là bánh nhỏ khác nhau. Còn đối với mình thì mình sẽ chia ra một cái khối bột như vậy là 90g. Sau khi mà mình chia cái bột bánh bao ra thành những cái viên bột nhỏ như vậy xong rồi thì cái công đoạn kế tiếp thì mình sẽ lận cái bột bánh bao từ ngoài vào trong. Thì cái công đoạn này nó sẽ giúp cho cái bánh bao của mình sau khi hấp ra xong thì cái vỏ bánh bên ngoài nó rất là láng mịn luôn cả nhà. Đây mình sẽ vo tròn cái viên bột bánh bao nè. Rồi mình sẽ làm tiếp tục đến khi hết những cái viên bột luôn nha. Sau khi mà mình vo tròn những cái viên bột ra như vậy xong rồi thì bây giờ mình sẽ dùng cái khăn mình đậy kín những cái viên bột này lại và mình sẽ ủ trong vòng là 30 phút để cho những cái viên bột này nó nổi lên nha. Hôm nay thì ở trong tủ lạnh của mình cũng còn lạp xưởng nè, cho nên mình sẽ lấy lạp xưởng này ra rồi mình sẽ cho vào trong cái phần nhân bánh bao cho nó thơm ngon hơn. Nếu mà cả nhà không có lạp xưởng thì mình khỏi cho vào cũng được. Bây giờ thì mình sẽ cắt mỏng cái lạp xưởng này ra, sau đó mình sẽ bắt đầu mình nắn nhân nha. Phần nhân của bánh bao sau khi mà mình để vào trong cái ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 tiếng đồng hồ thì bây giờ nó rất là dẻo luôn rồi nè.
và mình sẽ trộn đều lên một lần nữa. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu mình chia ra mình nắn nhân. Thì với 1 kg bột thì mình sẽ làm ra được 20 cái bánh bao, thì mình sẽ nắn ra là 20 viên nhân nha cả nhà. Và sau thời gian 30 phút mình ủ những cái viên bột bánh bao này xong rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cán bột để mình cho viên nhân và mình nắn bánh nha. Thì cái viên bột nào mình để đầu tiên ấy, thì mình sẽ lấy ra mình cán đầu tiên. Bánh bao của mình thì cũng đã nắn ra xong rồi nè. Hôm nay ở nhà mình sẽ sử dụng lá chuối để mình lót bánh bao. Đây mình lấy lên cho cả nhà cùng xem nè. Một cái bánh bao mình vừa nắn ra xong. Mình không phải là thợ làm bánh bao cho nên mình nắn cái bánh bao không có được đẹp cho lắm nha. Và bây giờ thì mình sẽ đem những cái bánh bao này vào trong cái nồi và mình sẽ ủ trong vòng là 30 phút. Để cho những cái bánh bao này nó nổi lên. Rồi sau đó mình sẽ bắt đầu mình hấp bánh. Và trong thời gian chờ để cho cái bánh bao của mình nó nổi lên á,
Thì bên đây mình cũng có chuẩn bị một cái nồi nước nè, để chút nữa mình sẽ hấp bánh bao. Vì cái nồi này mình mới mua cho nên á, mình sẽ dắt vào một trái chanh. Để chút nữa mình hấp bánh bao xong á, thì cái lòng nồi của mình nó sẽ không có bị đen. Sau khi mà mình dắt chanh vào xong rồi thì mình sẽ cho thêm vào là nửa chén giấm. Thì mình cho giấm vào nó cũng sẽ giúp cho cái bánh của mình nó cũng sẽ được trắng hơn. Sau khi mà mình dắt chanh vào xong rồi á, thì mình sẽ cho thêm vào vài cọng lá dứa nữa. À, mình hấp bánh bao mình cho thêm lá dứa vào thì cái bánh của mình nó sẽ rất là thơm. Bánh bao thì nãy giờ mình ủ khoảng được 30 phút á, thì bánh bao của mình nó cũng đã nổi vào căn phòng lên rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ cho bánh bao vào trong nồi để mình hấp bánh. Thì đối với cách hấp bánh bao á, thì mình sẽ chờ cho nước nó sôi bùng lên rồi mình mới cho bánh vào mình hấp. Và mình sẽ hấp trong vòng là 20 phút thôi. Mình đừng có hấp lâu quá thì cái bánh của mình nó sẽ dễ bị chảy xệ lắm. Bánh bao sau khi mà mình hấp khoảng được 20 phút á, thì bây giờ bánh cũng đã chín rồi. Và mình sẽ dỡ cái nắp ra cho cả nhà cùng xem bên trong bánh nha. Wow, mình dỡ cái nắp bánh ra thì nó rất là thơm cái mùi lá dứa luôn. Bánh bao nó nở ra rất là to và cực kỳ trắng nữa. Bây giờ cái bánh nó rất là nóng, để mình lấy cái bánh xuống cho nó nguội để cho cả nhà cùng xem cho dễ nha. Bánh bao làm từ bột pha sẵn thì mình cũng đã làm xong rồi đây cả nhà ơi. Bánh bao sau khi mà mình hấp ra xong á, bánh nở rất là to và cực kỳ trắng luôn. Bề mặt bên ngoài của bánh thì rất là láng mịn và bóng nữa. Mình dùng ngón tay mình đè nhẹ cái bánh vô như vậy nè, mình cảm nhận cái bánh nó rất là mềm xốp. Mình bóp như vậy nè, cả nhà xem là cái bánh của mình nó rất là mềm mại luôn á. Và bây giờ thì mình lại tiếp tục mình lấy một cái bánh thứ hai cho cả nhà cùng xem nè. Cái bánh nào nó cũng nở lên rất là to. Và bên ngoài của bánh thì nó cũng rất là mềm mại luôn. Mình bóp thì mình cảm nhận cái bánh rất là mềm xốp luôn á cả nhà. Và bây giờ thì mình sẽ xé cho cả nhà cùng xem cái độ xốp mềm của bánh ở bên trong nha. Chứ mình thấy bên ngoài thì cái da bánh nó rất là mềm luôn. Cả nhà xem nè, cái da bánh nó rất là dai và bên trong cực kỳ xốp và trắng nữa. Này cả nhà xem nè, bên trong bánh á, rất là ngon luôn. Mình đã cho cả nhà xem cái phần da bánh ở bên ngoài rồi. Và bây giờ thì mình sẽ cắt cái bánh bao này ra cho cả nhà cùng xem cái phần nhân bên trong của bánh nha. Mình cắt cái bánh như vậy mình cảm nhận cái bánh của mình nó rất là mềm mại luôn á. Đây, mình cho cả nhà xem cái phần nhân ở bên trong nè. Rất là ngon và rất là thơm luôn. Phần nhân thì rất là dẻ dặt, không có bị rời rạc nha. Bánh bao mà mình để cái phần nhân nó rời rạc là cái bánh bao của mình nó sẽ không có ngon. Nó phải là cái phần nhân chắc chắn như vậy nè. Rất là thơm luôn á. Và hôm nay thì mình cũng đã chia sẻ cho cả nhà cùng xem cách làm bánh bao từ bột pha sẵn. Và mình cũng đã đáp ứng yêu cầu từ cả nhà thân yêu nè. Và cả nhà xem clip nếu thích cách làm cái món bánh bao từ bột pha sẵn của mình thì hãy nhớ bấm cho mình một đăng ký kênh, like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem để ủng hộ cho mình nha. Và bây giờ thì mình xin chào cả nhà và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Và mình chúc cho cả nhà thực hiện cái món bánh bao từ bột pha sẵn này thành công. Rồi xin chào cả nhà nha.